mến chào cô gì chú bác anh chị em, à, đã quay trở lại kênh YouTube của Tiếng Vlog hay quý vị. Thì à, tiếp tục thì ngày hôm nay à, thì em cũng muốn chia sẻ và cập nhật đến cho về những cái thông tin mà liên quan đến à, cái vụ việc như là của cố nghệ sĩ tú Vũ Linh. Thì à, tình hình thì hiện tại quý vị và các bạn cũng thấy rồi, thì à, nó rất là căng thẳng ha cả nhà ha. Thì thậm chí thì bên phía như là mẹ con của bà Sáu thì hầu như hôm nay à, đang cố gắng tìm mọi cái thông tin thậm chí là tìm mọi cái uh, thủ đoạn uh, thậm chí là có thể là vạch mặt chị uh, Hồng Loan về những cái kết quả xét nghiệm ADN ha tại vì khi mà cái kết quả ADN này mà là thật thì chắc chắn thì mẹ con bà sáu sẽ nhận được uh, những cái kết quả như là ê chề ha các nhà ha rất là rõ ràng là như vậy nên những người này thì hầu như muốn làm sao mà quỷ hoại những cái bằng chứng hay là quỷ hoại những cái thông tin nào đó là nói kết quả adn của hồng loan sẽ là giả và sẽ là được làm uh, từ bất cứ như là một bác sĩ long hay là một số người nào đó đã làm cho chị hồng loan ha vậy ha đó là những cái âm mưu và những cái ý đồ của rất uh, của những người này thì nó rất là rõ ràng nha vậy thì nói chung á À, khi mà nhà báo à, k à, 20 hai k đó vậy thì à, có lên à, lên tiếng nói về cái vấn đề này thì hầu như cũng có rất là nhiều anh chị em mình cũng rất là bức xúc hai vị ha và thậm chí thì anh lê tính cũng đã lên một cái bài để đáp trả về cái cô nhà báo à, 20 k nha vậy nhưng mà trước mắt thì em sẽ chia sẻ đến cho vị một cái thông tin này nó rất là hay và thú vị ha cả nhà ha thì kể cả khi À, thậm chí là nghe cái thông tin này chắc chắn là mẹ con của bà sáu sẽ giật mình ha cả nhà ha à, rất là rõ ràng tại vì mẹ con bà sáu đang rất là hợp phòng lo sợ là sẽ có ngày là mình sẽ mất trắng và thậm chí là mình sẽ không được gì ha vậy ha thì trước mắt thì chắc chắn mẹ con bà sáu sẽ không thắng rồi ha cả nhà ha nhưng mà ở đây để thật sự là những cái câu nói và thậm chí là nhiều người đăng những dòng cái trạng thái vô cùng là hay và ý nghĩa gửi đặng đến cho chị hồng loan và thậm chí là của người sĩ ưu Tu linh à, khi mà còn sống ha cả nhà ha kể cả khi chú còn sống lại và đứng trước mặt họ và công nhận giọt máu của mình là thâm tâm họ cũng chưa chắc đã tin đó thì vậy vị cũng thấy không có thể là bây giờ mẹ con bà sáu là đã, đã uh, vô thế bí rồi vô cái đường cùng rồi ha bây giờ có thể là nếu mà chú mà đứng trước mặt những người này mà công bố hồng loan chính là người con hợp pháp nhất của chú chưa chắc thì những mẹ con bà sáu hay là con phượng que có thể là chấp nhận được uh, cái thông tin này nhà. Ha. nếu mà hồng loan chính uh, được chú công bố ra thì À, lúc đó người vì cũng biết rồi có thể là sẽ rất là nguy hiểm ha thì mẹ con bà sáu đã gần gặp và thậm chí là những cái âm mưu này đã được tính rất là lâu nên tới thời điểm hiện tại bây giờ đã có những cái kết quả rồi mà như những người này thì hầu như vẫn không chịu nha vậy ha người ừ. ta viết một cái bài đó. thật sự là bây giờ chú có đứng trước mặt những người này nói là hồng loan là con ruột của, của tôi đi nữa Ở của anh đi nữa thì những người đó cũng không hề tin tại vì nếu mà hồng loan là con ruột thì những cái vấn đề tài sản sẽ không được tranh chấp nữa đúng không vậy và những người này sẽ không dành lại ha. sẽ không giành được những cái tài sản nha cả nhà ham và tận cùng của sự xúc phạm mà họ dành cho chú đó là khi tất cả những việc làm vô nhân tính kia được chỉ đạo bởi đứa cháu gói cháu gái gọi bằng cậu à, nói chung thì ở đây thì hầu như là rõ ràng ha thì con phượng que thì hầu như là những người đứng phía sau với mẹ con bà sáu ha hoặc sắc đó, ông bảy hay là con nga hô đó, thì vẫn như là những con cờ thôi ừ, những cái con chốt thí thôi À, có thể được đưa là để thí cái mạng hay cả nhà ha là đối lương mở miệng thương cậu ngậm miệng cũng thương cậu nhưng thâm tâm lại không tôn trọng cậu Ờ à, rất là rõ ràng ha thì hầu như là con phượng ve này nó không hề như là yêu quý cậu nó nó chỉ được cái vẻ miệng của nó thôi cái miệng của nó thì lúc nào nó cũng yêu thương quý mến cậu và nó tìm mọi thủ đoạn nó dở rất là nhiều những chiêu trò quý vị cũng đã nghe những cái lời nói của nó rồi đó khi mà cậu còn sống thì không ai dám xúc phạm nó tới khi cậu mất có rất là nhiều người đã ùa vào xúc phạm nó nhưng mà khi mà cậu bị tấn công và à, đem những cái danh dự của cậu để chiêu đau lên cộng đồng mạng thì à, cái con phượng ve này nó cũng không có nói được cái gì nó cũng không giúp đỡ gì cho cậu thì nó tỏ ra cái thương yêu như thế nào đúng không cả nhà đó à, đó chỉ là những cái lời nói phiến diện của nó mà thôi phượng ve mày chính là nỗi nhục nhã lớn nhất mà cậu phải gánh chịu ở kiếp này trả nợ cho mày, má mày bằng tiền bạc không nhục bằng trả cái nghiệp cho cáo cho cậu cháu cho mày đó à nói thật sự à, thì nói thật sự là cố người sử ưu tú bù linh đó, cũng đã từng trả nợ cho mẹ con của bà sáu ha à, nhưng mà người ta không có à, nhục nhã bằng khi mà chính là à, cái nghiệp mà cái con phượng ve này nó tạo ra à, cho cậu năm hay cả nhà ha thậm chí là những cái lời nói của nó thậm chí là có nhiều bài à, lên tiếng mà xúc phạm đến danh dự của cậu nó cũng không có làm gì nó không nói gì hết cái gì, ha thì rất rõ ràng thì con phượng ve này nó sẽ yêu quý và mến chậu cậu là khi mà cậu còn những cái tiếng tâm à, thậm chí là còn những cái danh tiếng của cậu nha về À, tiếp theo thì nói chung cũng có một cái uh, uh, bài mà đã nói về uh, má tư uh, thậm chí là quý vị cũng biết là nói về cái câu chuyện của má tư như thế nào ha cái nhà ha uh, hôm nay rất là nhiều người bức xúc về cái vấn đề này luôn thì uh, kênh kênh lãi nhảy câu nói cố nghệ sĩ nói má tư ẩm hồng loan về cứ vịnh đào đó là nói con nuôi uh, thì thật chắc là những người này thì chủ yếu làm sao mà để rạc bỏ được cái thân phận như là của Hồng Loan thôi. À, còn à, cái vấn đề như thế nào không cần quan tâm đến cái sự thật. nha à, Chắc là mục đích của những người này thì nó chỉ có bấy nhiêu thôi. Kênh, kênh à ý cố nghệ sĩ của Linh. Nói lúc đó hiểu lầm Hồng Loan chửi má Tư. Nên nói má Tư ẩm Hồng Loan về nhớ ơn má Tư. Chứ không có nghĩa là con nuôi nhé. Lúc nhà mình sang bé thì cũng lấy vía nhà người nào đó tốt để nhờ ẩm về vậy. Dùng chiêu trò nhai lại nhai hoài để thành sự thật thả tại sao ngao ngáo ghi âm rất nhiều mà không đưa clip có đầu có đuôi mà toàn đưa lên một khúc một khúc không à mỗi cuộc nói chuyện chỉ bấy nhiêu thôi hả chấm hỏi ai cũng ai đồ cố nghệ sĩ nghe lời cố nghệ sĩ cố nghệ sĩ có bao giờ nói hồng loan là con nuôi trước công chúng hay không hay chỉ nghe cái clip của mẹ con ngáo rồi uh, tin sái cổ kền kền mẹ thao túng tấn công con cố nghệ sĩ à Hồng Loan à, nuôi không chịu à, ruột cũng không tin. Vậy mọi người đang binh vực em cháu cố nghệ sĩ về điều sai trái đang cố tình tấn công vào con gái cố nghệ sĩ cho rằng mình đang bảo vệ gia đình của cố nghệ sĩ. Hãy nhìn lại mình đang làm gì và đem được lợi ích gì cho họ hay hại họ. nhắc là rõ ràng hả vậy ha. Một cái bài mà nó viết nó đã nói lên tất cả những cái ý nghĩa hay vậy. À, tất cả những cái vấn đề mà nó đã liên quan đến uh, uh, mẹ con của uh, bà sáu nha các nhà ha. em mới thật sự với vậy luôn á thì hầu như ở đây đó là mọi cái vấn đề là những người đó đang cố gắng làm sao mà để uh, gạt bỏ tất cả những cái thông tin đúng không quý vị và thậm chí là cho dù những người đó uh, có nhìn nhận được cái sự thật hay là nó nhìn nhận được như thế nào đi nữa nó cũng mấy mấy người đó cũng không tin quý vị em nói sự là những người đó là cũng uh, không thèm tin nha uh, không thèm tin những cái kết quả hay là những cái, cái mẫu vấn đề thế nào và thậm chí khi mà một số thành phần mà đăng những cái bài lên à, xúc phạm về hồng loan và thậm chí là nhục mạ về hồng loan thì hầu như có rất là nhiều người rất là nhiều người lại tin tưởng hay cái nhà ha à, nhiều người lại tin tưởng à, một mực à, bất chấp luôn vậy em thật sự là à, cũng không hiểu là những người này à, là suy nghĩ như thế nào mà có thể là bị mẹ con bà sáu dẫn dắt đến như vậy đó à, thậm chí là trong cái đám tang thậm chí là quý vị cũng thấy rồi à, nhiều bài báo đã chia sẻ lên và thậm chí thì hàng ngày hàng ngày thì à, à, mẹ con của à, bà sáu um, vẫn tiếp tục là tìm những cái âm mưu và thậm chí là có ông bảy tham gia vào trong cái vấn đề này nữa ha quý vị ha đó tham gia vào để có thể là làm sao mà à, triệt hạ được em thật sự là có thể là triệt hạ được à, chị hồng loan nhưng mà quý vị cũng có thấy rồi à, với cái tình yêu thương mà mọi người đã à, dành cho chị hồng lo thì hầu như ai cũng rất là yêu quý À, chị hồng loan hai cái nhà ha rất là rõ ràng là cái câu chuyện này là bây giờ á là nó đã sắp đi đến hồi kết rồi và tại vì mẹ con bà sáu thì chỉ nói nhăn nói cuồng ha chỉ cố gắng nói nhăn nói cuồng để có thể là à, làm sao mà cho những cái thông tin nó sai lệch đi đúng không quý vị thì à, tiếp tục thì mình sẽ chia sẻ về cái vấn đề à, như là anh lê tính cũng đã à, lên đáp trả hay vậy ha à, lên đáp trả về à, cái vấn đề như là của À, nhà báo 20k về cũng đã lên tiếng xúc phạm đến cô uh, có người sĩ ưu tú linh và thậm chí là nói về cái vấn đề gì là của chị hồng loan hay về anh lê tính thì đáp trả cũng cực kỳ là hay ha một cái bài nào mà anh đáp trả đến đâu thì hay đến đó ha? nghe như là mẹ con bà sáu thì nghe những cái bài của anh thì cũng nhục nhã rất ê chề vậy, ha vị cụ phóng viên bị sa thải hình lì lợm đúng hay sai rất quan trọng bởi vì sai mới bị thua liên tiếp từ sơ thẩm đến phúc thẩm thua không kịp kháng cáo thua không kịp bào chữa thua không kịp chống chế, thua không kịp vuốt mặt vì nhục. Nếu đúng thì đã thắng từ phiên tòa sơ thẩm, đã có 100 triệu tiền bồi thường và đã có điều kiện đi tăng trang tắt tầng tặc từ nhan sắc lẫn nhân cách. Nếu thắng thì đã lên nhan sắc, lên trang cá nhân, viết bài tự sướng, phe thành tích. Những thành tích ngông cuồng ngang ngược làm đơn khởi kiện chính lãnh đạo của mình. Nếu thắng thì bây giờ đâu cần phải gầm mình viết những bài phản biện trong vô thức. Trong tiếng chửi đũa của cộng đồng mạng, trong sự sỉ nhục của hàng triệu trên toàn người thế giới. Chay lì cảm xúc để viết bài nhận lương theo đúng hợp đồng nhưng phải biết phân biệt thật giả, đúng sai. Phân biệt để mọi người biết mình là người có nhận thức, nếu không được cứ lắm lầm tưởng là tác giả của những bài rác rưởi kia là một người đang bị bệnh mãn tính, sống đời thực vật, chân thật và giả dối rất quan trọng, hãm hại và bịa đặt rất quan trọng. Những điều đó cần phải phân biệt rõ ràng để cộng đồng mạng tin rằng những gì mình là người đã làm trong thời gian qua hoàn toàn là đúng. À, phạm tội cũng rất quan trọng, ăn cắp gan trọng, lừa gạt rất quan trọng. Những điều này cơ quan chức năng vào cuộc để thủ phạm phải đền tội trước pháp luật và để cho cộng đồng mạng nhìn rõ sự sự thật là những kẻ ráng thang gấp tan bỏ tay người à, thì hầu như đầu tiên thì anh lê tính mở bài một cái rất là hay ha vị ha à, nói về nhà báo thì 20 k thì hầu như thì chỉ biết như là à, viết bài đó thật sự mình viết bài mình cũng nhận tiền nhưng mà phải biết phân biệt được như là cái nào à, đúng hoặc là cái nào sai đúng không quý vị chứ đâu phải là mình lên trên mạng xã hội rồi mình viết nhằng viết cuồng mình viết thế nào cũng được mình thích viết làm sao thì mình viết đó ràng ở đây là những người này hầu như là không có uh, cái là kiến thức kiến thức thì có đó nhưng mà đầu óc thì quý vị cũng thấy là chỉ vì những cái đồng tiền ít ỏi những cái đồng tiền hèn hạ từ mẹ con của bà sáu và có thể là bất chấp thậm um, chứ là làm tất cả mọi thứ hay cái này ha uh, rất là tội nghiệp cho những người này ha sau này những người con cái của những người này thì uh, không biết đối mặt xã hội như thế nào đúng không vậy đó thậm chí là ra ngoài đường người ta sĩ người ta nói trời ơi đây nè à, nó là con của những người này nè trời ơi lúc đó thì quê chết tội nghiệp mấy đứa nhỏ nè mấy đứa nhỏ thì người ta không có biết cái gì đâu đúng không vậy một bộ tộc độc lạ hiếm gồm có lì như mâm dơ sạc à, hèn như tiên thâm như xèo độc như ve ngu như báo ác như bào tham như hồ dai như đàn điểu như rễ một bộ tộc lấy sự ngang ngược làm luật pháp và sự bất công của chân lý Lấy sự kỳ thị làm nguyên tắc Lấy sự ích kỷ làm lẽ sống Lấy sự tranh giành làm lý tưởng Lấy những bất trung, bất nhân và bất nghĩa Làm đạo đức xã hội Đối với bộ tục này Sự vô ơn, bất yếu, phản phúc Độc ác là không quan gì, không có gì quan trọng Bởi họ là những ký sinh trùng rất nguy hiểm à, Lời tính đang nói về tất cả mọi người ha à hầu như là những người à, rất là rõ ràng ha à, sống gió gia tộc này thì không phải là riêng về mẹ con bà sáu không ha cả nhà ha thì à, nó còn rất là nhiều người à, rất là nhiều những cái thành phần hả quý ha à, rất là nhiều những cái thành phần đã rất là nguy hiểm ha à, những ký sinh trùng đang ẩn trong những cái con người ha à, thật sự là những cái nhân cách của những người này thì hầu như là không thể nào à, mà có thể nói được không còn nữa vậy cố gắng tranh giành những cái tài sản rất là vô lý và tới thời điểm hiện tại khi mà có những cái vấn đề kết quả ADN thì những người này vẫn tiếp tục lên trên mạng xã hội là vẫn không chịu ha cái nhà ha là không nó thật sự là không tin tưởng luôn á không tin tưởng là có thể là Hồng Loan chính là người con hợp pháp nhất của cô người sĩ Tú Linh phải căng đến bao giờ nữa căng đến bao giờ thì những người này mới là tin tưởng được những cái vấn đề đó đúng không vậy à, nhân cách không biết được như thế nào lương thiện sự thật cần phải được phơi bài trước tòa án để Hồng Loan danh chánh ngôn thuận thừa hưởng tất cả những tài sản sở hữu tất cả những danh tiếng hình ảnh của ba em và luôn được danh phận là con gái duy nhất của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh đó ở đây thì hầu như là ai cũng đã công nhận rồi em có đặt sự vậy là hàng trăm hàng ngàn người thì người ta cũng đã công nhận về Hồng Loan chính là người con hợp pháp nhất của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh là nhân riêng về một số người khác thôi à, một số người khác thì muốn dòm nhó vào cái tài sản của người ta thì hầu như là không công nhận hai cái nhà ha cũng hoàn toàn thuộc về em thắng là thắng thua là thua tất cả phải do quan tòa dựa theo quy định của pháp luật mà phán viết ngồi trước máy tính để mơ mộng ảo tưởng ngồi trước điện thoại tự nói tự sướng ngồi trước màn hình tự chửi tự nghe ngồi trước máy quay tự biên và tự diễn dựa vào bằng chứng nào dựa vào tư cách nào mà đòi lấy hết tài sản tăng hụng hết danh tiếng của cố nghệ sĩ ưu tú vũ linh nó thật sự là những người này chỉ là những cái bàn phím nó mở ở trên mạng xã hội thôi đúng không vậy khi mà đụng tới mà lực phát thì những người này cũng chả làm được cái gì tại vì ở trên mạng xã hội em muốn nói gì cũng được đúng không à, dù không bịa chuyện rồi thậm chí là thay à, thay một số những cái hình thức thôi à, Có thể là vu khống bịa rất là nhiều câu chuyện rồi đó à, mà những người này quý vị cũng biết rồi thì à, người ta học thức rất là cao nên đầu óc của người ta cũng à, rất là sáng tạo ha nhà ha à, nên có thể là vận dụng vào đó để có thể lắp liếm và có thể là sửa bài thì cũng à, rất là hay nha quý vị ha lực pháp còn đó, các cơ quan chức năng cũng còn đó, tất cả giấy giờ chứng nhận hợp pháp của Hồng Loan còn đó. Tới chừng nào con cháu khác họ mới đủ tư cách mà tranh giành, à, rất là rõ ràng. Hiện tại là bây giờ Hồng Loan có rất là nhiều những cái phần thắng đúng không vậy? À, xét nghiệm ADN nè và thậm chí là cái nào cũng vậy. Đó, nhưng mà những người đó thì hầu như là tranh giành bất chấp, không biết là vào uh, tranh giành bất chấp đúng không vậy? mà tranh giành làm sao mà được mà của người ta là người con hợp pháp mà cũng có tranh giành đúng sao được cái gì cũng phải làm việc rõ ràng ở trên giấy tờ và luật pháp chứ không phải là mình nói miệng là mình có thể dành tôi là em tôi có quyền được thừa hưởng thì không phải đâu nha không có được thừa hưởng như vậy đâu nên à, là con người ta đi tới con thì xong rồi mới tới mình đúng không người ta có con là vàng mà chứ không phải là không có nha theo đúng quy định của pháp luật theo như nguyện vọng của cố nghệ sĩ ưu tú vũ linh và theo đúng nguyện vọng của cộng đồng mạng thì tham vọng kia không bao giờ thành hiện thực đơn tố cáo tội phạm đã được gửi tất cả mọi chứng cứ đã được thu thập đầy đủ luật sư hình sự cũng đã vào cuộc ngài đứng trước vành móng ngựa để trả lời trước tòa án sẽ không xa chẳng nhất chẳng những tìm cách làm sao để tránh ủ tờ mà ở đây mà phải tìm cách thế nào để con của mình không vắt va vắt vưởng trong những ngày ngồi trong uh, ủ tờ để điếm lịch và quan trọng hơn hết là làm sao để con mình trưởng thành nó không phải xấu hổ với bạn bè, không nhục nhã với các con của nó và những hành động ngu xuẩn của mẹ con nó đã từng gây ra đó. Thì à, à, tất cả những cái bài à, viết của anh à, Lê Tính thì cũng đã nói về à, một cái nhân vật thì à, cũng rất là bí ẩn ha, bí ẩn ha gì ha, à, Huỳnh lì lợm đó thì nghe cái tên thì việc cũng biết là nhớ nhân vật nào rồi. Còn về cái thành phần như là của mẹ con bà sáu thì sau này cũng sẽ nhận được những cái trái đắng rất là rõ ràng quý vậy À, chứ không phải là khơi 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 mà người ta sẽ bỏ qua vấn đề đâu tại vì anh chị đã cố gắng rồi đúng không anh chị đã quyết định đã thưa đã kiện tới cùng rồi đó à, mà nhưng mà kiện không được không có bằng chứng gì rõ ràng mà kiện người ta xúc phạm danh dự uh, của người ta cho đã rồi và thậm chí là xúc phạm đến những cái thanh dự và thanh danh của cố và triệu tổ vô linh thì bắt bắn chắc chắn thì anh chị cũng phải nhận lại những cái quả báo xứng đáng đúng không vậy chứ không lẽ là người ta bỏ qua cho những anh chị làm ngơ cho những anh chị Thưa kiện người ta thước một thời gian mà tranh giành những cái tài sản vô căn cứ và hiện tại thì quý vị cũng thấy là bên phía mẹ con của bà sáu thì hầu như là lâu lâu thì cũng hợp mặt với nhau à, mẹ con bà sáu thì lâu lâu cũng hợp mặt với nhau bún bò bún quế hay là bánh xèo bánh khọt gì đó thì cũng là ngồi hợp mặt với nhau ngồi bàn tán gẫu với nhau về câu chuyện alien, lâu lâu chú bảy cũng lên tiếng trời ơi muốn cái gì thì ra pháp lực đi à, tượng tôn pháp lực đừng có nói nhăn nói cuồng ở đây nhưng mà khi mà chú bảy có ra pháp lực chú bảy có dám ra hay không các bạn có dám đối mặt hay không quý vị cũng biết đó chú bảy không có dám xét nghiệm adn cũng phải rồi quý vị sợ quý vị sợ mà dính vào vấn đề đá biết gì đó vậy đó xét nghiệm máu mà nó có những thứ đó ở trong người thì thôi thua làm sao chú bảy dám xét nghiệm cả nhà đúng không xét nghiệm mà lỡ ra những thứ gì nó không tốt ở trong cơ thể chú bảy thì thôi thua rồi tôi là một người nghệ sĩ nổi tiếng mà tôi chơi những thứ đó sao mà được đúng không nhưng mà lỡ xét nghiệm dính thì không có chối được nha bây giờ nói đó, chú bảy có quyền chối mà lỡ mà xét nghiệm dính cái gì trong đó là thôi bảy banh xuồng đúng không vậy nên đó, chú bảy đang cố gắng làm sao mà để không xét nghiệm mà thậm chí mà còn phải là tạo được cái áp lực cho chị hồng loan đó là điều của chú bảy và thậm chí là mẹ con của cò Sáu thì đang rất là mong muốn đúng không vậy đang rất là muốn để thực hiện cái điều đó để hạ bệ nhục mạ hồng loan đúng không nhưng mà thật chắc ở đây thì hồng loan người ta không có sợ cây ngay thì không bao giờ sợ chết đứng đúng không người ta đã là thực thừa hưởng những cái gen di truyền của cố nghệ sĩ ưu tú vũ từ tướng đi tới khuôn mặt từ giọng hát tới cử chỉ và thậm chí là những cái cách sống giản dị của chú thì có đó là thật chắc là người ta ra đã được thừa hưởng từ gen của người cha rồi đó chứ không phải là khơi khơi mà có thể là nói ờ một ngày một bữa mà tôi có thể là sửa được cái tính cách đó tôi mạo nhận cái tính cách đó tôi cố gắng để sửa tôi lắp liếm tôi lừa gạt mọi người cái đó chuyện nó rất là khó nha à, không phải là dễ đâu nghe mẹ con bà sáu cũng có từng nghe rồi giang sơn thì dễ đổi mà bản tính thì khó về đó đúng ừ, không nếu mình có giấu giếm một cái chuyện gì sau này cũng sẽ bị mọi người lòi ra thôi à, như bây giờ quý vị cũng thấy hồng loan cũng được rất là nhiều người ủng hộ và yêu quý nhưng mà ở vị cũng đã thấy hồng loan không bao giờ thử thay đổi xe xua hay là à, nói nhiều nặng lời với khán giả hay là như thế nào luôn luôn lúc nào cũng niềm nở và tươi cười cho dù bây giờ đang chịu một cái nỗi đau rất là lớn trước mặt khán giả cũng phải cố gắng để gượng cười cho mọi người thấy đó, là cho mọi người đỡ bù đỡ, đỡ lo hơn cho chị hồng loan nhưng mà có nhiều cái thành phần bắt đầu lại đi vào cái vấn đề đó nói hồng loan dùng những cái nụ cười giả tạo dùng những cái hành động giả tạo để lừa gạt cộng đồng mạng lừa gạt cả thế giới nhưng mà chắc ở đây có lừa gạt cả thế giới hay không thì hầu như là cộng đồng mạng người ta đã nhìn nhận rõ từ phía như là mẹ con của bà sáu là đã biết được ai mới là người lừa gạt cả thế giới ha cả nhà ha chắc là rõ ràng thì cũng hy vọng thì bên phía cơ quan chức năng thậm chí là bên à, à, tòa án cũng sớm sẽ nhanh đưa ra kết quả để cho chị hồng loan có à, là sở hữu thậm chí là à, và nói chung là sở hữu cái ngôi nhà đó để có thể là à, hàng đêm hàng ngày để lo à, nhang đèn khói cho chú ha còn những cái người tự xưng tự phong là những người được thịt đó chắc chắn không lo được bao lâu đâu dài ba bữa thôi dài ba năm thì cũng bỏ rồi đúng không? với vậy chỉ có người ruột thịt nhất mới có thể là lo được cho chú suốt đời thôi thì nói chung thì ngày hôm nay thì em cũng muốn chia sẻ và cập nhật đến cho cô dì chú bác anh chị em thì có bấy nhiêu thôi quý vị và các bạn có xem thì cũng nhớ cho tìm những cái like và những cái chia sẻ nha các nhà thôi thì em xin như là kết thúc cái video này em xin chào và bye 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 bye